Thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m2 đang lỡ dở ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Ôi, nhà trai. Mời Kim Trân. Xin mời nhà gái. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Ngọc Lan, xin chào khán giả trong trường quay có mặt ngày hôm nay. Mình là Quỳnh Phước, năm nay 49 tuổi, mình đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hiện tại công việc của mình là kinh doanh. Kinh doanh về gì Phước? Vấn đề đó tí xíu em nói sau được hả? À được, rồi mời nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia hàng rào, và em xin chào toàn bộ khán giả trường quay. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Bình. Năm nay em 40 tuổi, quê thì ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhưng hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm chuyên viên pháp chế cho một công ty bất động sản ở quận 1. Bây giờ mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Phước. Riêng về ưu điểm của mình á, mọi người đánh giá là mình hoàn toàn mọi mặt đều là ưu điểm. Về việc ở gia đình, hầu như mọi thứ, tất cả việc trong nhà mình đều làm được, kể cả điện nước, không cần phải thuê mướn kỹ thuật. Về cơm nước, bếp núc mình cũng rất tốt. Còn về lĩnh vực xã hội, rất rất là nhiều người nhận xét là ngoại giao xã hội thì đạt điểm rất cao. Về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu, và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình chỉ sống ở Bình Dương khoảng 3 ngày trong một tuần, 4 ngày một tuần, còn lại thì mình sẽ tự đánh xe, lái xe về Kiên Giang. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m2 đang lỡ dở ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Quá dữ luôn, tất cả mọi điều tốt hết rồi. Quá trời tốt. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m2 đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm 2 cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái. Quá trời dữ. Ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Sẵn sàng. Tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết. Em chào anh. Để chào nhà trai tôi quen hết cái đã. Mình rất ngưỡng mộ Ngọc Lan qua những cái chương trình phim truyền hình. Dạ cảm ơn anh. Rồi mình còn cái gì nữa nè? Cái mục tiêu của năm 2022 là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt, và cũng là cái sở thích của mình. Là mình sẽ mở một cái du lịch. Nói chung chuyện gì cũng tốt hết, nhưng con đường tình duyên chắc chưa được tốt đúng không? Thì chắc đó, giờ đó là một cái tìm mình cũng đang định nói đây là cái khuyết điểm của mình là cái tình duyên không tốt. Cái khuyết điểm cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong lúc này thì mình không ca hát gì được. Đang cái khỏi ca, có tàu là khỏi ca. Đúng rồi. Bây giờ tôi qua nhà gái. Hiện tại thì mình cũng đã đang sở hữu một chiếc du thuyền mini. Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Chào em gái. Em gái có ưu điểm khuyết điểm gì em gái? Ưu điểm của em thì cũng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Em là người chăm chỉ, thích chăm lo cho gia đình và có tính tự lập. Tốt. Dạ. Còn khuyết điểm thì em thấy chắc cũng hơi nhiều chút xíu. Khuyết điểm đầu tiên thì em hơi nóng tính. Cái thứ hai nữa là em hát dở lắm. Em vừa mù nhạc mà giọng em vừa dở. Bữa kia hát được, nay đau họng hát không được. Dạ, dạ. Có kể bữa nào về hát chút. Thứ ba nữa là cái khuôn mặt của em á. Do cái cấu trúc khuôn mặt cho nên là nếu mà ví dụ bình thường mà em không cười một cái là ai cũng kêu trời sao mặt nó nhỏ gì mà nó khó dữ vậy, không muốn lại gần. Quay nín cười. Dạ. Đừng cười thứ ơi. Cũng đâu có kỳ vậy, ai nói kỳ vậy. Bạn nghe ai cũng nói chứ. Ai cũng nói hả? Dạ. Bữa nay chương trình không có nói gương mặt và cũng có nét. Đúng rồi. Không có đến mức gì như thế. Đừng có tự ti quá, mình phải lạc quan lên giống như anh giáo đốc bên kia. Bữa nay mình cố gắng hỗ trợ cho nhau. Hỏi anh sao đây? Lo đếm tiền nhiều quá, lo công việc em nhiều quá. Em hỏi thiệt anh á, chứ cái gì anh cũng có. Điều anh là người một người là gọi là quá toàn diện rồi. Kinh doanh giỏi, tính tình tốt, giao tiếp xã hội là quá tốt luôn. Mà tại sao anh lại có mặt ở chương trình này? Thì mình cũng đã từng gãy đổ hôn nhân. Dạ. Là do mình mãi mê kiếm tiền. Thì đến hôm nay thì mình vẫn còn mãi mê kiếm tiền, nhưng mà mình đã có một cái kế hoạch là mình sẽ dùng người để kiếm tiền thay cho mình. Anh cái vấn đề thì lúc này thì mình sẽ tập trung vào cái kiếm vợ trước đúng không? Gia đình. Có tiền mà không có vợ cũng như không á, là cũng mệt mỏi lắm, không ai giữ tiền đó. Bây giờ anh có gia đình rồi, có con chưa, và tại sao chia tay, và chia tay lâu chưa? Mình đã có một bé gái, năm nay bé gái được 6 tuổi, nhưng mà hiện tại thì mình gửi bé bên sống bên ngoài với mẹ. Tại vì công việc của mình không có thời gian để chăm bé được. Mình chia tay vợ lâu chưa? Mình chia tay với cô ấy thì năm 2017. Lý do hồi nãy mình cũng nói đó, mình mãi mê do công việc kiếm tiền. Nói chung là mình đi thường xuyên. Tội nghiệp người phụ nữ, thấy chưa? Anh thấy không, anh quá nhiều cái cơ hội có tiền, nhưng người phụ nữ đó họ cần cái sự quan tâm chăm sóc không có, nên họ ra đi. Chính vì thế nên nếu muốn vợ, muốn tìm một người yêu nữa, ngay bây giờ thì phải quan tâm chăm sóc người phụ nữ, chứ không có phải vì tiền mình cứ chạy theo tiền mình quên cái sự chăm sóc đó.
Đúng nói không? Chung á thì mình cũng quan tâm chăm sóc lắm, nhưng mà đi đâu á thì em cũng cho cô ấy đi cùng, nhưng mà cô ấy là có cái hay say xe, say tàu, những cái đam mê của em thì cô ấy say lại là không thích, không đi được. Có say xe say tàu vậy không? À, xe thì không có say. Xe tàu không? Tàu thì tùy bữa, tùy bữa rồi ổn định rồi. Sao nữa? Sau đó thì em với cô ấy là cũng hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, vấn đề là đi tiếp để cái quãng đời còn lại rất dài, nhưng mà có những cái điểm đó là mình không hợp. Không lẽ xe tàu được không? Xe xe tàu với cái tay cô ấy là ví dụ không đi được, nhưng mà cô ấy giám sát rất là chặt chẽ. Ghen đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói thẳng ra cô ấy ghen đi. Hay là kiểm tra những cái riêng tư, chẳng hạn như là máy móc, điện thoại, thì những có những điểm đó thì em không thích. Rồi, người phụ nữ là đó. Điểm đó mấu chốt tức là cô ấy quá ghen, rồi anh kiểm soát anh quá, anh khó chịu. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là bây giờ anh muốn tìm một người vợ sắp tới thì sẽ như thế nào nè, để phù hợp với anh nè. Đúng rồi, chắc chắn là không có ghen rồi đó. Mình không cần tìm cái người phụ nữ là phải có tiêu chuẩn như thế nào, biết chăm sóc cho gia đình và thông cảm và hiểu với nhau. Không ghen cũng như được. Vấn đề thì mới nói ghen thì phụ nữ nào cũng ghen, nhưng mà không kiểm soát phải có quá. Lý do hoặc là phải có cái bằng chứng, cái cụ thể, cái chứng minh để mình ghen. Rồi. Chứ kiểu như ghen bóng ghen gió mà nói khơi khơi thì mình không thích. Bây giờ hỏi cô kia bây giờ coi những cái ý anh vậy có chịu được hay không. Em thấy thì do cái tính chất công việc thì anh phải đi nhiều thì là cũng bình thường thôi. Đúng là kinh doanh thì cũng phải tiếp xúc nhiều, chưa kể nữa là để tiếp khách nữa. Tiếp khách rồi là vì bộ mặt thì cũng phải tuyển mấy cô thư ký trẻ trẻ đẹp đẹp nữa chứ không. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là thực ra thì ghen thì chắc chắn phụ nữ ai cũng ghen, nhưng mà em thì phải có bằng chứng. Em thì ghen nhanh lắm. Bằng có bằng chứng cái thôi chúng ta cắt luôn đi, chứ còn không cần phải rùm beng lên gì hết, cho nên khỏi đánh ghen đến cái gì luôn. Chứ bên đây em có gia đình rồi đó, có con gái rồi đó. Rồi bên em tình hình đường duyên nó có sao không em? À, dạ em thì độc thân từ trước đến giờ, nói chung em bé bền vững. Không phải ấy đâu mà là đang tìm người tử tế để dạ, yêu. Đúng rồi chị, nhưng mà cái điều á, tại vì khi mình nói vậy xong người ta nói thôi nói thẳng ấy bền vững chứ. À, bên đây đầy đủ điều kiện, chỉ thiếu người vợ đỡ kiểm soát, đỡ ghen thôi, hiểu nhau thôi. Bên đó thấy được không? Dạ được anh. Được ha. Coi như là nãy giờ nói qua nói lại hai bên cũng hiểu nhau hết rồi ha. Mình hỏi ý kiến người thân coi người ta có hiểu không? Mình đi với ai vậy? À, dạ hôm nay em đi với hai người bạn. Dạ em là Tuyền, là bạn của bạn Bình. Qua những cái trò chuyện cùng với anh Phước thì em thấy là anh Phước cũng có rất là nhiều điều kiện mà những người phụ nữ cũng sẽ rất là ao ước và thích. Tuy nhiên á thì em nghĩ rằng là anh thiếu một cái sự quan tâm và chia sẻ thời gian nhiều với người phụ nữ, với gia đình của mình. Nên là em nghĩ nếu hai anh chị là cũng khá là phù hợp với nhau, cũng mong là hai anh chị cho nhau cơ hội để mình được làm quen và tiến tới. Dạ, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn của bạn nãy ạ. Rồi, bây giờ tôi hỏi nhà gái chút xíu. Nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì cũng chỉ mong là cái bạn trai của em là một người chung thủy, có công việc ổn định để cùng em chăm lo gia đình thôi. Vì em cũng là người tự lập về tài chính, từ lúc ra trường đến giờ, nên em cũng không cần thiết là bạn trai phải giàu có gì. Nhưng em mong thì đó là một người biết chia sẻ, quan tâm cho gia đình, không những là cho gia đình nhỏ mà cho cả gia đình lớn của hai bên nữa. Còn em thì em không thích cái người đó, bạn trai gia trưởng, vì tính em là người nóng và em cũng có những cái sự quyết đoán. Rồi, dạ. Bạn trai có gia trưởng không? À, riêng về mọi người nhận xét thì mình rất là thoải mái và rất là dễ tính. Nhưng mà tính của mình thì rất là kỹ tính. Kỹ tính thí dụ đi, giờ nói luôn. Ví dụ như chẳng hạn như là em là một người rất chi là sạch sẽ. Ở nhà cũng vậy, không có một đôi dép nào hết. Toàn bộ em chỉ đi mang giày. Tại vì em sợ mang đôi dép đó thì người khác sọc chân vào. Nếu mà dép của em mang đó, thì người khác sọc chân vào thì em sẽ bỏ đôi dép. Thành ra chưa bao giờ có một đôi dép. Nói như vậy để tất cả mọi người hiểu được cái tính cách của nhau nha. Rồi bây giờ Phước đi với ai vậy? À mình đến đây một mình. Một mình đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ mở rào thôi. Đúng rồi. Hai người nãy giờ cũng đã hiểu về tính cách của nhau nhiều rồi. Mở rào để trò chuyện, để hiểu nhau nhiều hơn và đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mở rào. Bây giờ thì Phước và bạn gái có thể trò chuyện thoải mái nha. Rồi để mình tìm với nhau, bắt đầu. Anh chào em. Em chào anh. Nhân dịp hôm nay anh đến đây thì sẵn dịp đây thì anh có một bó hoa để tặng cho em. Dạ em cảm ơn nha. Và sau đó thì anh xin gửi Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn bó hoa. Cảm chúc Ngọc Lan cũng mau có gia đình mới nhé. Dạ chúc cái đó Ngọc Lan phải lắm á. Cảm ơn anh rất nhiều, một sự rất là tinh tế của người đàn ông nè. Em cũng có một món quà để gửi đến anh.
Món quà này thì nó cũng chỉ hơi có một cái chút tâm tư nho nhỏ của em, là em mong là anh có thể đặt nó ở trên bàn và khi nhìn nó thì có thể nhớ tới anh đã từng gặp một cô gái. Ok, anh rất cảm ơn em. Món quà rất có ý nghĩa và rất đẹp. Rồi, hai người cứ ngồi trò chuyện với nhau đi. Em có điều gì muốn hỏi anh hoặc khai thác anh thì em cứ tự nhiên. Dạ, anh cho em hỏi một chút xíu. Vì lúc nãy thì ở cái phần anh có nói anh kỹ tính á, dép anh không có muốn mà mang cùng với người khác. Thì ngoài cái kỹ tính mà không muốn mang dép đó thì những cái thứ khác trong nhà thì anh cũng không muốn dùng chung với người khác hay như thế nào à? Nói chung là đúng vậy. Hầu như là anh đi ra ngoài, ăn uống ngoài cũng vậy, anh đều mang nước cá nhân của anh theo. Anh sẽ không dùng ly bất cứ của ai. Ví dụ đi tiệc tùng của ngoại, nếu mà ai mời anh uống cùng một ly thì đó là anh không uống, người đó giận anh chịu. Dạ. Anh em hỏi cái, bây giờ dép anh không mang chung thì mền anh có đắp chung không được không? À không, cái đó là bình thường. Đã nằm trên giường cùng nhau thì không còn ngại gì, vấn đề gì là riêng tư. Ok, hết hồn luôn á. Anh cũng nói là công việc của anh là khá là bận. Thì anh có nghĩ là trong những cái thời công việc bận rộn như vậy thì anh có thể sắp xếp được thời gian để cho gia đình hay không? Đặc biệt ở anh thì cái tiêu chí của anh á, quen tìm hiểu một người phụ nữ á, anh sẽ không bao giờ để mất thời gian cho hai phía. Ví dụ chẳng hạn như trong 3 tháng đến 6 tháng, nếu mà mình cảm thấy không hợp thì mình sẽ dừng lại, đỡ mất thời gian cho hai bên. Trong cái khoảng thời gian anh bận việc thì anh có thể sắp xếp đưa giao cho nhân viên làm việc những việc đó, trừ khi những việc nào nhân viên không giải quyết được thì mới đích thân anh giải quyết. Anh là người tự do, thành ra bất cứ lúc nào và ở đâu anh cũng có thể giải quyết và đến đó được, nếu mà có việc cần ở đó. Lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi. Nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không, hay như thế nào ạ? Đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa. Tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa, là không có cái sự được nghỉ ngơi. Và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở. Rất là may mắn khi mà bạn nữ hỏi cái câu này, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thật ra anh, cái quan điểm của anh đó là không có sai. Đúng là khi mà chúng ta sanh một đứa trẻ ra, chúng ta phải có trách nhiệm với nó ít nhất là tới 18 tuổi. Thì tới lúc đó là anh 60 tuổi rồi. 68 à? À 68. Đó. Thì cho nên là cái quan điểm của anh nó rất là đúng. Nhưng mà nó sẽ có phù hợp với lại cái người nữ hay không thì đó lại là cái vấn đề khác. Không biết là về cái vấn đề này thì bạn có cùng quan điểm với anh không? Lan nghĩ là chắc thực ra thì em vẫn muốn có ít nhất một bé. Đúng rồi. Chính xác. Mặc dù tại vì em cũng biết là ví dụ như tuổi của em thì có một bé thì nó cũng đã là rất là khó khăn, rất là khó rồi. Vì cũng đã 40, nếu mà nuôi mà để cho bé trưởng thành đi nữa thì nó cũng đã 60 rồi. Nó rất là mệt mỏi, nhưng mà em nghĩ là có một đứa con thì nó sẽ là một chất xúc tác rất tốt. Đúng. Cho giữa hai vợ chồng. Thật ra nãy chia sẻ anh cũng hiểu anh muốn như vậy, nhưng mà theo lên thế này nè. Nếu như hai người có cùng duyên nào với nhau đó thì thật ra thêm đứa con là không sao cả, vì anh đủ điều kiện để có thể chăm sóc đứa bé và cái người bên cạnh anh đủ sức để chăm sóc đứa bé, nên mở ra chút xíu đi. Theo Linh là như vậy. Đó là cái quan điểm và cái sở thích của mình. Còn lại á là cái người phụ nữ ở bên cạnh em á là có bản lĩnh hay không. Nếu mà đủ bản lĩnh thì có thể là đôi ba đứa còn vẫn không sao. Ý của anh nói là tình yêu của hai người á nó đủ lớn và đây là cái người phụ nữ mà anh cảm thấy là ồ, mình tìm đúng người rồi, vợ mình muốn cái gì mình cũng ok, mình cũng đồng ý và rất là vui vẻ. Rồi ok, mà đã phân tích tận rất cùng kỹ luôn của câu chuyện này, cái quyền quyết định của hai người thôi. Rồi anh chị đủ lớn để chúng ta đưa ra quyết định này nào, để tao nút bấm đi. Chưa có nụ hôn đầu tiên đúng không? Cũng mới thì nắm tay bình thường thôi. Có hôn đầu tiên chưa? Mình cũng có người có người không, hôn nhẹ. Có người không. Nhà trai sẵn sàng cưới vợ chưa? Dạ muốn lắm rồi ạ. Dạ muốn lắm rồi ạ. Muốn lắm ha. Dạ. Nếu mà có cưới liền không? Dạ cưới liền, cưới liền trong năm nay ạ. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ có. Cái gì? Lăng nhăng. Em không có lăng nhăng luôn ạ. Đây không có lăng nhăng nha. Hai yêu chung thủy luôn. Với lại nhậu nhẹt. Không thích nhậu nhẹt. Không có nhậu luôn. Không nhậu. Chỉ lâu lâu ví dụ bạn bè đám tiệc thì mới uống 1-2 ly. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu mình. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Mà chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Trần Hữu Hà, em 29 tuổi. Quê quán của em ở Bình Dương ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bến Cát, Bình Dương ạ. Công việc của em là em làm sale bán hàng cho công ty PepsiCo ạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyên Linh và em chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả. Em tên là Trần Thị Kiều Phương, năm nay 27 tuổi. Em làm nhân viên lễ tân, hiện em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình nói tới ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nè.
Dạ, ưu điểm của em là em tuyệt đối là không hút thuốc nè, vui vẻ, hòa đồng, dễ mến, dễ gần. Nhược điểm của em là đôi khi thỉnh thoảng hay quên nè. Rủ mình hẹn khách hàng này kia thôi. Dạ, thỉnh thoảng quên ở trong ở nhà đấy. Quên ở nhà thôi ha. Quên ở việc lặt vặt thôi đúng không? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em á, thích nấu ăn, ca hát, vẽ. Ca hát thôi, giờ hát cái cho nó không khí đi. Sao thấy mới vô gặp nó buồn buồn quá. Dạ, ca hát trước luôn. Dạ. Nào, hai, em hát ạ. Ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ai đã yêu một lần đều trải qua sóng gió của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người yêu tôi đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng yên nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Em sẽ hát đó, phải không khí vậy chứ. Hát vui đó. Nhà gái đâu rồi? Lòng ngập ngùi nói tiếng yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xem được bên anh, cùng ngắm anh trong vài ngàn sao. Cuộc tình ngày ngào anh đã cho em, làm trái tim em nói thay. Người yêu ơi anh có biết chăng, em đã yêu rồi. Hay, được rồi. Thử hát hay quá. Còn tình duyên của em trai thì sao? Dạ em người cũng trải qua 2-3 mối tình. 2-3 mối rồi hả? Cũng mới là quen giống như đơn phương thôi ạ. Ủa đơn phương thôi đó hả? Thì cũng thời gian vài tháng á, tìm hiểu mà cảm giác không thấy hợp. Coi như chưa có yêu mối tình nào mà sâu đậm hết trơn á. Dạ dạ. Hả? Chưa có nụ hôn đầu tiên đúng không? Cũng mới thì nắm tay bình thường thôi. Có hôn đầu tiên chưa? Mình cũng có người có người không. Mình cũng có người có người không. Không nhẹ. Không nhẹ. Không nhẹ nhẹ rồi đó hả? Dạ. Có rồi. Rồi nhà gái của mình đường tình duyên sao cưng? Của em thì trải qua 2 mối tình. Mối đầu tiên thì chỉ là trên mức bạn bè một chút xíu. Rồi. Là cơ hội còn đi học sinh viên. Còn thứ hai là ra trường rồi được 2 năm không còn hết yêu nữa. Rồi đến ngày hôm nay thì em đã quên hẳn chưa? Dạ rồi ạ. Rồi vậy thì nhà gái đã sẵn sàng để đón nhận một cái mối tình mới rồi đó. Nhà trai sẵn sàng cưới vợ chưa? Dạ muốn lắm rồi ạ. Dạ muốn lắm rồi ạ. Muốn lắm ha. Dạ. Nếu mà có cưới liền không? Dạ cưới liền, cưới liền trong năm nay ạ. Trong năm nay luôn. Em muốn vợ mình như thế nào? Dạ biết quan tâm gia đình nè, biết lo lắng nè, chia sẻ công việc cùng nhau nè, đối nhân xử thế nè, lịch sự lễ phép. Bên nhà gái muốn lấy chồng sao nè? Dạ em muốn một người chân thành, có kinh tế ổn định. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ có. Cái gì? Lăng nhăng. Em không có lăng nhăng luôn ạ. Đây không có lăng nhăng nha. Dạ. Hai yêu chung thủy luôn. Với lại nhậu nhẹt. Không thích nhậu nhẹt. Dạ không có nhậu luôn. Không nhậu. Chỉ lâu lâu ví dụ bạn bè đám tiệc thì mới uống 1-2 ly. Gia trưởng. Không hút thuốc luôn ạ. Không gia trưởng. Dạ không ạ. Bên đây hiền lắm. Dạ, dạ. Có muốn cao hay thấp thì như thế nào không? Mập hay ốm? Kiểu vừa người, cao hơn em. Ừ. Dạ. Em cao mét mấy? Con cao mét 65. Con cao mét 65 hả? Ngang ngang thôi. Chào em. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Bên đó cao 1m65 mà tôi cũng cao 1m65 nên giờ đứng lên đo thử coi vừa không nè. Bên kia không có mang guốc cao cho nên là được. Được đúng không mọi người? Hợp lý đúng không? Vậy thì tôi sẽ hỏi nhà gái coi nếu mà nhà trai rước dâu về có đồng ý làm dâu không? Dạ. Sợ làm dâu lắm hả? Dạ đúng rồi. Thí dụ như giờ phải làm dâu thì sao? Kiểu như là em muốn là ví dụ như là làm dâu nhưng mà kiểu sống riêng á. Sống riêng. Sao sống riêng được? Giờ thí dụ bên kia nhà người ta có con trai một à. Ừ, người ta muốn ở chung thì sao? Mới hồn chút mặt xanh lét. Bây giờ mình hỏi người nhà coi là đúng rồi. Có người nhà ở đây không? Chứ dạ thấy có, căng rồi đó. Em đi cùng với anh rể và mẹ ruột ạ. À, trời ơi, đi với mẹ. Dạ. Rồi, dạ. Chào cô ạ. Chào cô. Chào MC Quỳnh Linh ạ. Dạ, và chào MC Ngọc Lan. Dạ. Thì hôm nay mẹ cũng cảm ơn chương trình để cho mẹ cô nó có cơ hội đến đây. Cô có một mình thằng, có một thằng trai à. Dạ. Mà giờ lấy vợ Sài Gòn sao cô? Cái đó là cô cũng không quan trọng. Thích giờ tuổi trẻ là nó thích ra ngoài sống nó thoải mái hơn. Cô cũng không ép là làm dâu cô đâu. Dạ. Dạ. Thật ra thì cô gái này không phải là không chịu, nhưng mà nhiều khi là còn nhỏ quá cho nên là chưa có hình dung được cái chuyện làm dâu. Thật ra làm dâu giờ khỏe lắm con. Dạ. Khá là làm dâu mẹ chồng á là giữ con giùm nè. Đúng rồi. Đưa con đi học nè, cho con ăn giùm nè. Trời ơi, nói chung có mẹ chồng ông, giờ ông bà nội là rất sướng. Đúng luôn rồi. Thật sự luôn á. Khoái, đỡ sợ quá, tuyệt vời luôn. Đỡ sợ cười tươi rồi.
Cảm ơn cô nhiều. Rồi nha. Con bé nó sợ dữ lắm. Tôi chỉ mong muốn cho hai đứa được hiểu nhau và sống cho nó hạnh phúc là được rồi, là dạ, tôi mỹ mãn lắm rồi. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến nhà gái nè, em đi với ai? Dạ đi với bạn. Dạ con chào chú Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan ạ. À, em là Yến, là bạn thân của Phương ạ. À, à, thì bạn em là một người bạn là khá hiền ạ. À, em muốn hỏi là anh có hay gọi là vô tâm không anh? Dạ không, tuyệt đối không. Anh mà thương thật lòng luôn thì không quan tâm hết mình luôn ạ. Tại vì bạn con thì bạn ít nói, bạn khá là nội tâm nên bạn trai mà hơn, nếu mà gặp một bạn trai mà vô tâm nữa thì rất khó là đi lâu dài đó chị. Ừ, đúng rồi. Em thấy là anh bên này cũng ok. Phương có thể cho anh cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ. Cảm ơn anh. Thì anh tặng em bó hoa bông hồng này. Anh mong cho nếu mình có cơ hội tìm hiểu nhau á, thì mong cho tình yêu của nó đẹp như bó hồng này. Dạ. Giờ bạn gái tặng cho bạn nam gì á? Em tặng bộ chăm sóc cá nhân. Mỹ phẩm hả? Mỹ phẩm. Trời quá trời tinh tế rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Thì anh thấy em cũng hiền dịu mà có vẻ trầm tính á. Em thấy anh một người cũng hay nói lắm. Ý là tại sao anh lại chưa tìm người mà quen lâu khoảng một chút á? Có thể không có hợp, tìm hiểu sâu hơn thì có thể không hợp thì mình thôi, không có theo như mẫu người mình muốn tìm á. À dạ. Giờ em thấy mẫu người đó được chưa? À, em thì trước tiên thì em thấy bạn này cũng hiền dịu. Chỉ là thấy em mỗi cái hiền dịu thôi. Hiền dịu và bé biết lo lắng quan tâm vậy đó. Hẹn hò nhau thì mình có thể vào cuối tuần. Khoảng cách đi vậy thì anh có đi xuống với em không? Đi xuống với thành phố không? Thời gian thì đầu thì mình cũng nên anh xuống cũng được. Xuống xong rồi nếu như mà quen lâu thì em phải đi lên anh hả? Đúng đi rồi. Lên trên anh. Thì em đi đâu thỉnh thoảng lại về chỗ anh cũng được. Cho có qua có lại. Trời ơi, sao mình phải... Tôi không có chịu chỗ này à. Để tôi ngồi tôi nhảy nhõm từ nãy giờ. Ý là lâu lâu á, ý là về nhà là lâu lâu cho biết nhà đâu. Thì được. Chứ không phải là anh chị lên có lại gì đó. Đôi khi mình xuống cả đời luôn. Dạ. Mình con trai, cái đường xa thì mình là cái người chủ động đi nó. Cái thứ nhất nó an toàn hơn. Cái thứ hai mình cũng ga lăng hơn nữa, đúng không? Thông cảm nhà trai tôi, nãy giờ thấy nhà gái cũng xinh đẹp dễ thương. Nhà trai bị khớp dễ thương quá nên nó hơi rối chút xíu. Có cơ hội tìm hiểu nhau á, mà hợp á thì mình có thể tiến tới trong năm nay cũng được. Năm nay cũng được. Trong năm nay đó, ý em sao? Có thể tìm hiểu vài tháng học chơi trong năm nay cũng được. Ý mong muốn của em là phải hết năm nay. Hết năm nay cũng được mà. Thì sang năm cũng được. Cũng gần thôi thì tối thiểu là... Nói chung là trong vòng 2 năm trong đúng không ạ? Trong vòng 2 năm đi, nhưng mà năm 3 năm sau. Nhanh hay không là do em á. Nếu mà người phụ nữ thấy tình yêu của em đủ lớn rồi đó, người ta đủ tin tưởng rồi là người ta đồng ý ngay, đúng không gái? Đúng rồi. Đó, vậy thôi, hiểu không? Rồi, bây giờ tiến tới nào. Nắm tay bạn gái. Cho phép anh nắm tay chứ không phải bắt tay bạn bè mà khách hàng đâu. Nắm tay. Thấy em cao. Thôi với nếu đi quốc chắc cao này. Tự nhiên hỏi thấy sao kêu. Anh thấy em cao. Tao nghĩ sao tao nói vậy mà. Dạ. Tình yêu nó thấy hiền. Thì mình cứ có duyên tìm hiểu nhau thì mình cứ cho cơ hội tìm hiểu nhau thời gian đi. Đó. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Rồi thôi về ghế đi, đủ rồi. Nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa đi. Nếu phải, đây là người một nửa yêu thương của mình cảm nhận đúng như vậy thì hãy bấm nút. Còn nếu mình cảm nhận không phải đâu, người này không phải, thôi bỏ qua, đừng bấm nút. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Không phải, kiểu như không kịp. Bấm không kịp. Có bấm không? Có. Có bấm, có bấm vô. Trời ơi. Bấm không kịp nữa. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi. Nào,
Hãy nắm tay, xen tay vào với nhau nào. Đúng rồi, đó. À, mẹ ơi, mẹ thấy con dâu tương lai của mẹ như thế nào? Mẹ thấy bạn gái bên đây thì cũng rất là hiền lành, dễ thương. Thì mẹ cũng mong cho hai con tìm hiểu nhau và sâu hơn để nhanh, mẹ nhanh có con dâu. Dễ thương quá. Bây giờ là coi như ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình á, mình nói gì thưa hai bác, hôm nay cho phép tụi con tìm hiểu và hứa hai bác gì đó. Dạ. Đó, nhìn đó nói đi. Thì con xin chào hai bác đang xem qua màn ảnh nhỏ ạ. Thì con mong bác cho con hai con được cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, tiến tới hôn nhân trong năm nay là qua năm cũng được ạ. Và cứ nắm chặt tay nhau, đừng buông tay nhau nhé. Chào bà con hai họ. Tao không bị quê nha, mày vỗ tay mồi tao mới quê. Rồi tiếp tục thôi. Số này quay nhanh đi chứ hớp bụng mệt. Thấy mấy em có em trai nào chọn cô gái không nhận hoa không vậy? Mày chọn hả? Có ai chấm cô gái không nhận hoa không? Gu Thái hả? Ừ. Không nhận gì. Không nhận, không nhận hoa cũng sốc hả? Mày thấy sốc không? Kỳ quá ha. Thật ra cũng hơi kỳ nhưng mà chị ráng kéo lại á, chị không kéo lại chị sợ ta bị la, ta bị cộng đồng mạng chửi. Thật ra là nếu mà đàn ông mà chơi về quê họ đi luôn á. Thật ra chỉ cỡ mình như người ta trẻ mà đi tới gặp cô kia tặng bó hoa thôi mà làm như vậy đúng không? Tặng cho nó xin phép là không nhận, không nhận gì chứ. Ví dụ tặng xe đồ mà từ chối thì ok, đúng, tại đó mắc nợ. Đúng. Ha à, mà. Bị địch cái. Hơi bị sốc. Chưa. Vậy, tao đứng tạo dáng này được. Con Lan nó bị khùng. Thế này nó biết. Hả? Đứng lại gần đây. Thôi xa rồi. Nó ở đằng kia kìa. Không ở đây. Người ta tới nhiệm. Nó bị khùng nó. Thằng nào lấy thì nhậm nhỏ này khổ lắm thiệt á. Tôi đâu thèm lấy ai. Mấy giờ ai? Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát, Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống, và thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản đã đồng tài trợ cho chương trình. Quý vị thân mến, cứ mỗi lần đến Bạn Muốn Hẹn Hò là chúng tôi đều vui mà cũng đều lo nữa quý vị. Vui thì là chúng tôi được kết nối, đầu tiên là họ đã có duyên gặp nhau trên sân khấu này. Cái nỗi lo là không biết họ có bấm nút hẹn hò hay không, mà họ bấm nhau, họ quen được bao lâu, họ có cưới hay không. Càng ngày chúng tôi càng lo hơn nữa quý vị. Hôm nay hy vọng rằng họ sẽ bấm nút rồi hẹn hò rồi họ sẽ cưới nhau sớm. Bởi vì trong hẹn hò rất nhiều cặp đôi đã cưới nhau rồi, họ sinh con đẻ cái rồi. Đó là những niềm hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Mong rằng hôm nay sẽ cái duyên cũng sẽ được như vậy luôn ha. Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Xin được mời nhà gái. Đây chị đỡ lên cho. Hấp dẫn à nha. Thấy có bộ hấp dẫn à. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào. Chào em. Em xin Ngọc Lan và tất cả quý vị. Thì em xin được giới thiệu, em tên là Minh Hiếu. Em sinh năm 1957, năm nay em đã 35 tuổi. Em sinh ra ở Hà Giang và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình hả Hiếu ạ? Dạ vâng ạ. Thấy chưa, thấy tinh thần của nhà trai chưa? Từ Hà Nội vô đây đó. Mời nhà gái. Mời em. Dạ em chào hai anh chị MC, chào bạn Nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lại Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên kiểm thử phần mềm và em đang sinh sống ở nhà bè cùng với ba mẹ. Rồi, bên đây bạn Thảo 32 tuổi, sống và làm việc tại nhà bè. Thảo không? Làm gì nói lớn lên thôi Thảo. Dạ em làm kiểm thử phần mềm ạ. Cái gì phần mềm? Kiểm thử phần mềm bên kiểm sửa phần mềm là hình ảnh rồi kia đó hả? Kiểm thử. Dạ đúng rồi, là kiểm thử đó. Tức là kiểm tra và thử. Rồi. Ok. Một người Hà Nội, một người ở nhà bè. Câu bộ nó hơi xa ha. Nhưng sao tình yêu nó khi mà nó đủ lớn rồi thì không có gì là xa cả. Người ta còn nửa vòng trái đất, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà, Hiếu hả? Dạ vâng ạ. Hiếu có điểm mạnh, điểm yếu gì? Thực ra thì điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Và điểm yếu của em thì em không biết điểm mạnh của mình là gì. Ôi trời đất ơi trời. Phức tạp quá. Nghĩ ra nó cũng phức tạp nhưng mà nó cũng đơn giản thôi mà. Dạ.
Vấn đề chúng ta nhìn thấy điểm yếu của mình là được. Còn điểm mạnh mình không cần thấy, để cho mọi người tự thấy cũng được, không sao cả. Em ở Hà Nội, em ở với ai? Đây, hiện tại bây giờ em đang sinh sống một mình ở Hà Nội. Một mình hả? Dạ vâng. Ba mẹ ở đâu? Dạ, hiện tại ba mẹ em đang ở quê. Ở quê là? Quê bố mẹ em bây giờ hiện tại đang sinh sống là ở Yên Bái ạ. Yên Bái hả? Dạ vâng ạ. À, Yên Bái là Sapa rồi đó hả? Mù Cang Chạc. Không, Yên Bái là Sapa chứ. Sapa là Lào Cai ạ. À, Lào Cai. Yên Bái là Mù Cang Chải đúng không? Dạ đúng ạ. À, rồi từ Lào Cai lên Sapa là mấy chục cây nữa đúng không? Dạ, cũng xa xa đấy. Rồi. Một mình em vào Hà Nội lập nghiệp lâu chưa? Em đã học đại học ở Hà Nội. Sau đó là em có làm việc ở Hà Nội thì đến nay cũng đã được hơn 10 năm rồi. Em học đại học gì? Dạ, em học đại học công nghệ thông tin. Rồi em bây giờ em đang làm gì? À, hiện tại thì em gắn bó với ngành F&B là nhiều. Nên khi mà đến tham gia chương trình thì em cũng có mời hai MC và bạn nữ bên kia thưởng thức một chút đồ uống để cho ngọt giọng có thể là giúp em may mối được tốt hơn. Tức là thì em có một cái chuỗi bán hàng á hả? Em làm trong công ty liên quan đến các chuỗi đồ uống. Tuy nhiên rồi, thì hiện tại bây giờ em đang làm ở văn phòng. Ok, bây giờ để cho anh coi như anh mời bên kia uống trước đi ha. Dạ. Chúng ta cảm nhận rồi gặp nhau. Bên đây đầu tiên là sẽ có món quà gửi bên nhà gái nha. Dạ. Nhà gái thưởng thức rồi vừa nói chuyện rồi mình vừa cảm nhận về món quà của nhà trai luôn. Hân hạnh mời bà mối. Chào em gái. Dạ chào anh. Đây, bà mối thử đi. Cảm ơn ông Mai. Này của nhà trai làm đó nha. Đây là nước gì ta thấy có hai trái trái vải. Vải. Nè có cái ống hút nè. Nào mém chút rồi uống luôn rồi. Này không có hối lộ lấy lọc đâu, mà mời thiệt tình đó nha. Nếu uống được mai mốt mua ủng hộ. Trà vải hả cưng? Nhà trai tôi dạ, là khéo tay lắm đó. Cái này mình làm luôn hả em trai? Dạ vâng ạ. À, tự hiếu làm luôn đó. Thử xem. Nói chung là hết ly rồi ạ. Ngon hả em dạ, ha? Dạ. Nó có cái độ chát chát của trà và có vị trà thơm của vải. Ngọt của vải. Giang. Hương vị Hà Nội, Lào Cai. Đậm đà hương vị Việt. Được. Em cái này mình đi học hay là mình tự làm, tự sáng tạo? Có thể là em bén duyên với nghề là do nghề chọn mình. Em đã gắn bó với nghề cũng được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm hả? Dạ. Em bắt đầu công việc thì cũng từ các nhân viên bình thường. Thì sau là trải qua các chuỗi đồ uống thì em cũng có biết một vài những cái cách pha chế đơn giản thì sau này có thể về pha chế cho người thân của mình được. Chuỗi cái đồ uống như thế rồi có nhà hàng ăn uống ăn không? Dạ có, em đã cũng làm nhà hàng hơn 6 năm. Tức là một chuỗi luôn ăn uống luôn hả? Dạ ạ. Trời, giỏi quá ta. Chuỗi của em là bao nhiêu cửa hàng rồi cưng? Dạ không, em làm cho công ty ạ, công ty quản lý chuỗi ạ. À, quản lý chuỗi hả? Dạ. Rồi mình học được nhiều không? Nói chung là đi đâu thì cũng phải học ạ, căn bản là cũng phải học xong. Nhưng mà theo anh á thì bây giờ mình làm cho công ty rồi mình học ra rồi biết đâu mình sẽ làm một ông chủ một cái chuỗi cửa hàng là trà trái vải này sao, đúng không? Dạ. Rồi. Đó, bên đây thấy mạnh là vậy đó. Vậy thì bây giờ hãy nghe để thấy mạnh của nhà gái nè. Nói đi em. Dạ. Điểm mạnh của mình là gì? Ưu điểm của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em là người khá là độc lập. Dạ. Nói chung là những việc gì em muốn làm á là em sẽ cố gắng em làm cho bằng được. Mình sẽ cố gắng, ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Mà nói chung là em cũng chịu cày, rất là chịu khó để mà làm việc. Dạ. Rồi còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, em không biết làm việc nhà. Chứ bình thường ai dạ, làm cho em yên tâm bên đây làm em, trời bên đây người ta nấu ăn được, ta làm được đủ thứ mà, bên đây giỏi đó, yên tâm đi, ăn uống khỏi lo, bên đây lo. Thấy uống trà được không? Dạ. Trà đó anh mua đó, yêu nhà trai làm đó, nhà trai làm nha chứ không phải tôi làm nha, tôi mua thôi. À, rồi bây giờ mình nói tới tình trường đi. Hiếu 35 tuổi rồi. Dạ. Trải qua con đường tình duyên thế nào? Em thì đã trải qua hai mối tình ạ. Hai mối? Dạ. Mối tình đầu tiên thì vào năm đại học năm thứ hai. Rồi. Thì em có quen qua một trò game online. Quen người yêu trên online luôn? Dạ vâng. Ngày xưa là có chơi trò audition. Rồi. Mối tình nó kéo dài không? Được. Kéo dài được khoảng một năm. Không lâu lắm. Dạ vâng. Thì sau đó là bạn ấy có đi du học. Thì thực ra là cũng kéo dài được. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đó khoảng 13 năm. Thì là cũng là một mối tình mà em được giới thiệu. Đó là em có thích nuôi chó, nuôi cún á. Thì cái cô bán cún, có thấy em quan tâm chăm sóc con cún thì lại có giới thiệu em gái cho em. Thì em cũng
có nhắn tin và làm quen với bạn ấy thì cũng hẹn gặp nhau và hai người quen nhau bằng một cốc nước mía đấy ạ. Cái cô nuôi chó, cô giới thiệu em của cổ cho em. Cô bán chó. Cái cô bán chó. Dạ. Tưởng đâu quen cô bán chó hay về quen em của cô bán chó. Dạ, vâng ạ. Vì em mê chó đúng không? À, tại vì em ở một mình buồn nên em cũng muốn có một con cún. À. Dạ. Kêu con cún nó dễ thương, sao tôi kêu con chó nó kỳ quá. Giờ nghe nó nặng nề quá không ai? Nặng nề quá, nhưng mà trong miền Nam này gọi con chó. À, nói chung là nhờ tình yêu động vật đó thành ra em quen được cái mối tình thứ hai. Dạ. Rồi kéo dài bao nhiêu năm? Dạ cũng được một năm ạ. Số một năm không vậy? Rồi cuối cùng không có chơi con quen con chó nữa bỏ luôn hả? À, không có mua chó, không có mua, không có đến cửa hàng cô chị của người đó thành ra bỏ nhau hay sao? À, tại vì khi mà chó thì em đón về em chỉ hay nhắn tin hỏi cách chăm sóc làm sao và đồ ăn thực phẩm như nào, cách pha sữa làm sao để cho chó nó tốt. Thì em cũng hỏi nhiều. Vậy là em có thêm cái nghề là pha sữa cho chó nữa. Thực ra thì chăm sóc động vật hay là chăm sóc các cháu nhỏ thì em cũng có biết sơ sơ, tại vì anh chị của em là cũng có một dàn các cháu hùng hậu nên em cũng đã được chăm sóc nhỏ từ bé rồi. Em có vẻ kỹ lưỡng nha. Cái việc đó không phải tìm hiểu ha, chứ gặp anh mà con chó nó cho cái gì nó ăn cái đó, anh cứ cho nó uống đại vậy thôi. Dạ. Hai cái mối tình này rất là lạ, mối tình đầu tiên có 1 năm, xong 13 năm ngưng nghỉ không yêu. Dạ. Đến năm thứ 13, 14 mới đầu yêu. Dạ. Yêu 5 rồi bỏ. Tới giờ là bao nhiêu năm rồi? Bao lâu rồi? À cũng được 2 năm rồi. Rồi trong khoảng thời gian gọi là ở không đó, em không có để ý gì tới tình yêu hay sao? Dạ, em để ý đến công việc. À, tập trung vào công việc ha. Rồi, người này là người lo sự nghiệp rất quan trọng. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Em nghĩ thì sự nghiệp thì ai cũng có, tuy nhiên thì em cũng muốn sự nghiệp nó phát triển hơn nữa. Giờ đủ sự nghiệp để đủ lo cho vợ cho con chưa? Em cũng biết không biết là cái khái niệm đủ nó như thế nào, nhưng hiện tại thì em nghĩ là có thể chăm sóc được. Đủ là do mình quan điểm thôi. Đủ là đủ. Đúng rồi. Đủ em chưa? Có tự tin không? Em nghĩ là đủ ạ. À, okay. Tự tin như thế. Đủ bây giờ mình có bữa hai ba bữa ăn vậy rồi lo con đi học là được rồi đúng không? Dạ. Đó, lý lịch sơ sơ của nhà trai vậy đó, nhà gái thấy làm sao? À, bây giờ trước khi nhà gái đưa ra ý kiến thì nhà gái phải nghe cái câu chuyện tình trường bên đây cái đã. Tình trường mình sao, bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình thôi ạ, từ thời đại học. Quen nhau bao lâu? Quen nhau gần 8 năm. Rồi sau đó thì bạn đi du học. Rồi cái hai đứa cũng có nhiều cái nó bất hợp, không có hợp với nhau nữa. Sao mà cách lòng không? Dạ thì cũng có. Thì sau đó thì tụi em quyết định là chia tay. Và cũng khoảng đó hơn 2 năm rồi. Tới đây thì em vẫn một mình. Trời ơi, yêu nhau 8 năm rồi người ta đi du học rồi cái chia tay luôn. Tội nghiệp quá à. Nguyên cả một cái thanh xuân luôn á. Tình yêu khó nói lắm. Rồi. Đôi khi gọi là mình cứ theo nó thì nó chạy đi ra hoài nó mất luôn á. Ha. Rồi bây giờ thì chúng ta đã nghe rõ về cái đường tình duyên của nhau rồi. Mỗi đêm mỗi bên đều có trắc trở của nó hết. Bây giờ sắp tới mình sẽ đến một mối tình, coi như mối tình mới nhất đi. Mình phải chăm sóc nó, phải hiểu nó nhau nhiều hơn. Chính vì thế nên ta phải đưa ra cái tiêu chí cho nó cẩn thận. Ông Mai ơi, Mai hỏi tiêu chí của bên nhà gái trước đi. Rồi. Ừ, nãy giờ nhà gái không nói tiêu nhiều, nó sao? Ít quá à. Tiêu chí của mình sao cưng? Mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ, em tiêu chí cũng đơn giản thôi à. Chỉ cần bạn trung thủy. Nói lớn lớn chút đi em gái. Dạ, bạn ấy trung thủy, rất quan tâm em. Với là bạn ấy nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon, trung thủy, biết quan tâm, rồi gì nữa. Nấu ăn là được rồi đó. Đây ta quan tâm yêu động vật, tức là ta còn là dạ. Có tình yêu bao la lắm, yên tâm. Nấu ăn ngon thì không biết hay không, nấu ăn được. Tính tình vui vẻ, thoải mái. Đừng có gia trưởng. Không gia trưởng, cái điều gì em không thích ngoài gia trưởng? Ghen. Dạ. Rồi, hết chưa? Dạ, rồi giờ em thích cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn em là được. Trắng hay đen? Dạ vừa người. Thích mập hay ốm? Dạ thích ốm. Rồi để chị qua chị coi bên đây mập hay ốm nha. Thích ốm hả? Chào chị. Chào em. Trời ơi rồi. Đúng luôn á. Đúng gu em luôn. Ở đây ta có chuỗi bán nước, ta uống nước không mà ta không ăn. Uống nước trái cây không mà nên heo thì lắm. Sao mà em nghe tiêu chí bên kia em thấy bản thân của mình nó phù hợp được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ rằng không ghen nè, thích ốm nè, da này vừa vừa, không trắng không đen nè. Ủa rượu bia rồi em có thích không cưng? Rượu bia biết cũng được nhưng mà đừng có nhậu mà xong say xỉn rồi về bắt em dọn là được. Rồi hút thuốc làm sao? Dạ em không thích. Đó, có hút thuốc không? Dạ không. Em rất là tự tin vì gia đình em kể cả dâu rể không một ai hút thuốc. Giỏi quá, tốt quá. Người đàn ông này có vẻ rất là nghiêm chỉnh trong tất cả mọi thứ luôn nha. Có gia trưởng không? Vì em không phải là trưởng nên em không ra trưởng. Nhưng em sẽ cố gắng để thành một trưởng ra. Trời ơi, biết nói chuyện cái sợ luôn á. Trời ơi, sale mà. Dễ thương ghê. CEO rồi. Của một chuỗi cái thức uống và cửa hàng thức uống là cũng gọi là bản lĩnh lắm á. Chuỗi cửa hàng của em có bánh ngọt rồi la sét không?
Hiện tại bây giờ nơi làm việc của em thì hiện tại bây giờ chỉ có đồ uống nguyên chất liên quan đến đồ uống healthy thì rồi sức khỏe. Chị Lan sẽ đưa bánh ngọt vô. Bánh lòng. Dạ. Nào bây giờ mình nói về tiêu chí của mình đi. Đúng rồi. Cũng lấy vợ hay sao nè. Em thì thực ra cũng không biết là cái tiêu chí của mình nó cụ thể là nào. Tuy nhiên thì gia đình em thì là một gia đình rất là tình cảm nên em muốn có một người con gái sống tình cảm, sống biết điều với lại gia đình và các mối quan hệ. Thì nói chung là mọi thứ khác thì em cũng không đặt quá cao, chủ yếu là phù hợp với nhau là được. Thôi, tình cảm là được đúng không? Yêu thương chăm sóc gia đình là được. Được không em gái? Dạ được. Được ha? Dạ. Con người này cũng tình cảm đây. Rồi mắt cũng ướt ướt ha. Rồi nụ cười rất là tươi, cũng rất là tình cảm luôn. Mình định chừng nào lấy chồng? Dạ ba mẹ em cũng mong lắm rồi á. Mong lắm rồi. Thí dụ giờ phải đi làm dâu ở ngoài Hà Nội thì được không? Ở Lào Cai thì được không? Thí dụ nha, chứ chưa biết. Thí dụ giờ lấy chồng mình yêu, rồi mình thương chồng mình đi về làm dâu ở Lào Cai được không? Em nghĩ nếu mà là duyên số với nhau thì có thể được. Có thể. Dạ. Thí dụ giờ anh ấy, mình với anh ấy thương nhau, anh ấy thôi giờ bắt phải về Hà Nội luôn. Bởi vì anh ấy có cả một cái chuỗi, quản lý cả chuỗi cửa hàng không có dâu được, mình có thể đi Hà Nội được không? Nhưng mà cũng phải cho em về nhà thăm ba mẹ em nữa chứ, không lại bắt em cho chứ. Cho chứ, ai mất mất cho, thì lâu lâu thì bay về thôi. Nhà em là ở đâu? Dạ em ở nhà bè. Ở nhà bè luôn hả? Giờ ở với ai? Em ở với ba mẹ. Với ai nữa? Dạ hiện giờ có ba mẹ thôi, thì anh hai em đã lập gia đình và ra ở riêng rồi ạ. À bây giờ là ở ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? Dạ cũng chung tầm trung. Tầm trung hả? Dạ. Vậy chắc ba mẹ còn trẻ đúng không? Dạ. À, vậy không lo đâu. Thật ra là bây giờ bên đây mới khó nè, bên đây chỉ ở với cha mẹ thôi. Thành ra đi lấy chồng mà ở xa thì cũng rất là khó. Đó. Không biết ý kiến nhà trai sao thì chưa biết. Hỏi thử coi sao. Thí dụ giờ cô gái nói em không đi Hà Nội được, em phải ở đây chăm sóc ba mẹ thì có được không? Hiếu. Em nghĩ rằng mỗi người có một quan điểm riêng. Thì bản thân em thì cả gia đình và sự nghiệp của em ở Hà Nội. Nên em nghĩ rằng nếu mà có sự lựa chọn thì em nghĩ rằng em vẫn lựa chọn ở gần, vừa gần ba mẹ và phát triển sự nghiệp của mình. Đó. Lỡ giờ người ta cũng muốn ở gần ba mẹ người ta làm sao? Nói chung thì vì khoảng cách khá xa nên em nghĩ rằng chỉ có một trong hai sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà có sự lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ đi lại thường xuyên. Vì bây giờ máy bay cũng rất là tiện rồi. Nói chung quan điểm hai bên là rõ rồi đó. Bên đây cũng có thể làm đi Hà Nội được, nhưng vẫn còn ba mẹ ở đây. Còn bên kia thì dứt khoát là mình ở Hà Nội luôn. Tới rốt cuộc cái sự lựa chọn thứ ba là ở Đà Nẵng. Để đi về Hà Nội cũng gần, về Sài Gòn cũng gần. Vậy đi. Nói chung cái gì cũng có cách giải quyết hết. Quan trọng là chúng ta có chịu cùng nhau giải quyết hay không. Không, quan trọng là chúng ta có yêu nhau hay không. Thì yêu nhau rồi mới chịu cùng nhau giải quyết. Có đủ tình yêu đủ lớn để giải quyết điều đó hay không. Chứ bây giờ không yêu nhau thì sát bên nhau cũng thèm về nữa. Thì đúng nữa. Rồi. Mà đã yêu nhau thì dù bốn biển năm châu ở đâu cũng được. Đúng. Quan trọng ở đâu làm ra tiền. Có tiền là mình có thể về thăm ba mẹ. Tuần về lần cũng được. Đúng rồi. Còn nếu mình giàu quá thì mình mua máy bay lúc sách nào bay về cũng được. Chụp thăng luôn. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Okay. Thấy bên nhà gái là có vẻ rất là muốn đóng góp ý kiến nè. Mình hỏi người thân nhà gái trước ha em ha. Dạ. Rồi. Nhà bè nước chảy chia hai. Dạ. Đầu tiên thì em chào hai anh chị MC và em chào bên nhà trai ạ. Dạ tại vì tính bạn em thì nó hơi nhút nhát xíu, cho nên là em sẽ bổ sung tí xíu ưu và khuyết của bạn em. Tại vì em và Thảo đã chơi với nhau là hơn 20 năm rồi. Dạ cho nên là em biết rất là rõ bạn em. Bạn em khuyết điểm bằng em thì khá là nhút nhát. Bạn không có giỏi ăn nói. Nhưng mà ưu điểm của bạn là như bạn đã nói rồi á, bạn nhất quyết làm gì thì sẽ làm đến cùng. Và ưu điểm của bạn là bạn rất là thật thà, chân thật. Và thật sự là tính tình của bạn rất là tốt. Rất 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 tốt luôn. Rất là hiếm tìm được một người con gái nào mà tốt như bạn. Chơi với bạn rất là chân thành, rất là có hiếu với ba mẹ. Và cũng rất là biết đối nhân xử thế trong xã hội. Về sự lựa chọn của bạn á, thì em dù bạn chọn hay không chọn thì em cũng tôn trọng và ủng hộ bạn hết mình. Nhưng mà về nếu như hỏi em á, thì em thấy là bạn trai bên đây khi mà ngay khi bước ra là em đã thấy rất là hợp couple với lại bạn em. Đầu tiên về cách ăn mặc. Đúng rồi, chị đang tính nói. Thứ hai nữa là vì ngoại hình. Thứ ba nữa là về công việc. Thứ tư nữa là về cái quan điểm sống á, rất là bù đắp cho nhau. Bạn trai thì biết nấu ăn, nhưng mà bạn em thì không biết. Nhưng mà ngược lại bạn em cũng biết kiếm tiền. Đó, thì em thấy cái vấn đề mà không biết làm việc nhà đó cũng không có gì khó khăn hết. Quan trọng là hai bạn, em thấy một vấn đề là khó khăn nhất ở đây là hai bạn ở xa quá. Cho nên là không biết là có thể sắp xếp được với nhau hay không. Nhưng mà bạn em thì khi mà đã nhất quyết làm thì sẽ làm đến cùng. Cho nên nhà trai cũng đừng quá lo lắng. Khi mà đã có tình cảm với nhau rồi thì hai bên sẽ tự biết sắp xếp với nhau thôi. Dạ, em đó chính là quan điểm của em. Rồi, em cảm ơn nhà gái, dạ. Rất là hay đó. Rất rõ ràng.
Rồi nhà trai mình đi với ai nè? Dạ, em đến đây cùng với lại ba mẹ và người thân. Ồ, có bố mẹ luôn hả? Từ Lào Cai vào luôn hả? Dạ, từ Yên Bái vào hả? À, xin chào nhà trai ạ. Mình cầm video giùm Quỳnh Linh đi cô chú. Yên Bái. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả ở trong trường quay. Xin chào nhà gái và chào cháu gái xinh đẹp. Tôi là Mai Thị Huyền. Năm nay tôi 66 tuổi. Đây là bố của cháu Hiếu và bên cạnh nữa là anh trai của Hiếu. Và chúng tôi thì từ Yên Bái xuống Hà Nội tối hôm qua. Sáng qua chúng tôi đi thì tối hôm qua mới đến Hà Nội. Thế nên bảo thế thì con cứ đi xem kết quả nào, mẹ đi sau. Không được, bố mẹ phải đi với con thôi, mới có động lực chứ. Thế là chúng tôi đi. Thế thì hôm nay đến cái trường quay này thì tôi rất là phấn khởi, gia đình tôi mừng lắm. Bởi vì là cháu đã 35 tuổi mà không chịu lấy vợ. Rất nhiều lần tôi giục và con lấy vợ đi cho mẹ yên tâm cái tuổi già. Thế nó bảo con chả lấy ai đâu, ở thế thôi. Đấy, nghe thấy có buồn không? Nhưng mà đến cái trường quay này ấy, thì thú thực là tôi thấy ông mối với bà Mai nó rất là tuyệt vời. Qua cái dẫn dắt chương trình rồi các gợi ý cho các cháu thì tôi thấy là tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng là hai con sẽ có những cái điểm chung để mà gặp nhau. Đấy, nói như là MC cũng như là nhà gái nói, con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cũng màu đen. Đấy, đó là một cái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa, nhưng mà yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo. Bây giờ thì đơn giản, nhưng mà 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau đứng hay đúng không ạ? Yeah. Miễn là hai con tim hòa hợp lại với nhau và cùng bấm nút rồi hẹn hò rồi tâm sự nọ kia thì là được đến cái kết quả cuối cùng là tốt nhất là chúng tôi mong muốn. Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn ấy, không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn những tiêu chuẩn như vậy. Đúng không? Dạ. Bác già rồi nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này như thế đấy. Hay quá hả? Bởi vì bác nấu ăn thì bác cũng biết nấu, nhưng bác này nấu ngon hơn. À, bây giờ con trai bác cũng vậy, cũng nấu ngon hơn. Cho nên là con yên tâm, nếu như mà hai con có cái trái tim cùng hòa cùng một nhịp đập thì con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Thế còn